Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Thưa quý vị, bước vào tuổi 50, trải qua rất nhiều thăng trầm, gặp rất nhiều kiểu người, nhiều sự tình, thì nên biết có một số việc cần coi nhẹ, một số việc cần buông bỏ và những thói xấu phải chấm dứt. Nếu không, quãng đời còn lại chỉ có thể sống trong đau buồn tủi hổ. Những chia sẻ của kênh Triết Lý Cuộc Sống sau đây hy vọng sẽ giúp ích nhiều đến quý vị. Kính mời quý vị lắng nghe và chiêm nghiệm nhé. Tuổi 50, 4 bệnh phải chữa và 4 tật phải sửa. Thứ nhất là 4 thói xấu người đến tuổi 50 càng phải bỏ. 1. Tham lợi nhỏ. Trên thế giới này không thiếu những người tham lam những món lợi nhỏ. Họ tự cho rằng mình là người được trời phú cho sự khôn khéo, không bao giờ phạm sai lầm, cũng không chịu thiệt thòi, cố gắng nắm giữ từng đồng từng xu. Họ sinh ra đã thông minh nên tự cho rằng bản thân sẽ không hồ đồ, cũng không ngớ ngẩn. Mỗi lời nói và việc làm đều tính toán chi li. Giống như những con thú dữ, họ hành động giống như bảo vệ từng tấc đất lãnh thổ của mình để không cho kẻ khác chiếm lấy. Rất nhiều người càng không có tiền, cách sống cũng trở nên keo kiệt, không tự chủ, muốn lợi dụng người khác để chiếm chút lợi nhỏ về mình. Họ có thể từ bỏ hết thể danh dự để chờ trực một bữa cơm nhằm tiết kiệm mấy chục nghìn tiền một bữa ăn. Những người như thế, càng về lâu về dài, ấn tượng của họ trong lòng người khác chỉ là hình ảnh của một kẻ vô cùng tham lam nhỏ nhặt, chỉ thích chiếm lợi từ bạn bè và người quen thôi. Bởi lòng tham của con người là bản năng và không có đáy. Do đó trong kiếp hồng trần cuồn cuộn, dù chạy ngược chạy xuôi mưu cầu danh lợi tiền tài, vẫn luôn có người nhìn trời cao mà thở dài than rằng trên thân chẳng có thứ gì. Cũng luôn có người thong thả bước đi bởi họ nghĩ rằng danh lợi tiền tài chỉ là vật ngoài thân. Tuy nhiên người sống ở đời làm được không tham lam mới đúng là có bản sự. Chỉ khi không tham những món lợi nhỏ, bạn mới có thể thành công trong sự nghiệp. 2. Mượn tiền sống qua ngày. Người xưa có một câu như thế này: giúp ngặt không giúp nghèo. Người có tiền có địa vị không có nghĩa là họ sẽ hiểu và thông cảm cho khó khăn mà bạn đang gặp phải đâu. Vì vậy khi khó khăn, không có đồng nào trong tay, trước hết đừng nghĩ đến việc nhờ vả người khác, mà hãy tự tìm cách cứu mình trước. Bởi bạn nhờ lần đầu người ta còn vui vẻ, nhưng nếu bạn cứ nhiều lần thì chỉ khiến họ coi thường bạn, xem bạn là kẻ bất tài vô dụng. Chắc chắn họ sẽ nghĩ tại sao cả hai đều là người trưởng thành, nhưng người ta sống thì càng ngày càng giàu, còn bạn thì ngay đến cả bản thân mình cũng nuôi không nổi. Do đó sống trên đời, đừng để cả thế giới biết đến sự khó khăn của bạn. Hãy giữ nó trong lòng và làm việc thật chăm chỉ trong thầm lặng. Mỗi người, cho dù có dự định hay là tính toán điều gì, thì trước tiên cũng phải tự vận động bản thân. Mỗi ngày đều kiên trì bước đi thì sẽ không sợ đường xa vạn dặm. Hàng ngày đều chăm chỉ lao động thì sẽ giúp mình vượt qua được khó khăn về tiền bạc. 3. Đứng núi này, trông núi nọ. Đời người hẳn sẽ có rất nhiều chuyện không như ý muốn. Bạn khao khát tự do của tôi, còn tôi mơ ước bị trói buộc như bạn. Bạn thích chiếc xe của tôi, còn tôi nhìn căn nhà của bạn với ánh mắt ghen tị. Bạn mong muốn làm công việc của tôi, còn tôi thì ước mong mỗi ngày có chút thời gian nghỉ ngơi như bạn. Rất nhiều người ước ao cuộc sống của người khác bởi họ cho rằng cuộc sống của người đó luôn có những điều tốt đẹp hơn của mình. Nhưng thật ra cuộc đời mỗi người có chất thú vị riêng. Vì vậy, bạn không nên phí thời gian của mình vào việc đứng núi này trông núi nọ nhé. Người ta thường nói, trên đầu mang vương miện, ắt phải chịu được sức nặng của nó. Rất nhiều lúc chúng ta trầm trồ trước cuộc sống của một người, chúng ta không hiểu rằng đằng sau thành công đó, họ đã phải trả giá và chịu áp lực nhiều đến thế nào. Ngu dốt lớn nhất của đời người là đứng núi này trông núi nọ, ghen tị với cuộc sống của người khác. Cuộc sống sẽ chỉ toàn bất mát và hoàn toàn vắng bóng niềm vui. 4.
oán hận người khác vì không giúp mình. Có vài người càng nghèo, nhìn những người xung quanh phát đạt giàu có hạnh phúc thì lòng càng bất mãn, ganh ghét. Cái giận khiến họ mất đi lý trí của chính mình, biến họ thành kẻ nhỏ nhen ác độc. Họ luôn nghĩ, tại sao mấy người sống tốt như vậy mà không chịu giúp tôi một chút? Người ta quên mất rằng, người khác giúp mình cũng chỉ là vì nể cái tình, chứ họ không có trách nhiệm phải giúp. Chúng ta có thể gặp được những quý nhân trong cuộc đời, những người có thể giúp ta vượt qua gian nan. Nhưng hãy nhớ rằng, chỉ có chúng ta mới thật sự kéo bản thân mình ra khỏi số phận ấy. Hoặc khi người khác muốn kéo ta ra, nhưng không tìm được tay ta, thì họ cũng sẽ không làm gì được. Trên đường đời, ai cũng muốn có một chỗ dựa, nhưng không được ỷ lại, vì nếu ỷ lại chúng ta sẽ trở nên yếu đuối, không có khả năng sinh tồn. Quy luật của cuộc sống này, kẻ mạnh sẽ tồn tại, còn kẻ yếu sẽ bị tiêu diệt. Vì vậy chúng ta phải mạnh mẽ vượt qua số phận. Khi gặp khó khăn nên can đảm đương đầu với nó. Không ai có thể để bạn dựa dẫm mãi mãi. Bạn chỉ có thể dựa vào chính mình, dù là bố mẹ cũng không thể làm chỗ dựa cho bạn được. Có một số việc chỉ có thể tự mình giải quyết, không thể nhờ bất cứ ai. Quý vị thân mến, cây đèn nào rồi cũng bị chi phối bởi hoàn cảnh, đâu thể còn giàu mãi mãi, cũng không thể tỏa sáng mãi trước cơn gió mạnh. Đừng quá dựa dẫm hay ỷ lại vào những sự giúp sức từ người khác mà quên mất rằng mình vẫn phải tự cứu lấy bản thân mình. Nương tựa vào mình chính là đúng đắn nhất. Con người ai cũng như ai, muốn tìm chỗ dựa dẫm để bản thân không phải lăn lộn giữa đời thường. Nhưng một khi ta đã quen có chỗ dựa, một ngày chỗ dựa đó gục ngã, biến mất hoặc rời ta đi, lại phải nhờ cậy chính mình, e đến lúc đó ngay một chút sức lực đứng lên cũng không còn. Người bước vào tuổi trung niên, trái tim đã đủ mạnh mẽ, bản lĩnh để biết nên làm gì với chặng đường tiếp theo của cuộc đời. Mong rằng quý vị sẽ luôn đủ sáng suốt, nhiều tin yêu vào bản thân để có thể vững vàng sống và đối mặt với hết thảy những khó khăn đang chờ ở phía trước. Tiếp đến là 4 căn bệnh phải chữa dứt điểm. 1. Bệnh thích lên mặt dậy đời. Thói thường, khi một người đến tuổi trung niên sẽ trở nên thích lên mặt dậy đời. Ngay cả khi bạn đã cố gắng giữ thái độ điềm đạm, nhưng khi nói chuyện với người khác, bạn cũng sẽ vô thức kéo chủ đề vào các sự kiện trong quá khứ mà người khác không thể tham gia được, nhằm khoe khoang những trải nghiệm của bản thân, dạy người khác phải thay đổi, dạy người khác phải sống thế này thế nọ. Nhưng đời này làm gì có ai thay đổi được ai? Chỉ có người ta mới thay đổi được chính mình mà thôi. Cho nên đừng phí thời gian lên mặt chỉ bảo người khác phải làm theo ý mình nhé. Ngu ngốc lớn nhất của một người là nghĩ rằng mình biết tất cả mọi thứ, khoa chân múa tay với người khác, bới móc đủ kiểu. Kết quả là càng lên mặt dậy đời, càng bộc lộ sự ngu ngốc của chính mình. Cổ nhân nói, tai họa của con người nằm ở việc thích lên mặt dậy đời đấy. Điều cấm kỵ nhất trong giao tiếp là tự cho rằng mình tài giỏi hơn người, dùng sự từng trải của mình dạy dỗ người khác. Bởi không ai thích bị người khác áp đặt cách sống của người khác lên mình. Học cách kiềm chế ham muốn dạy đời người khác, loại bỏ lòng tự tôn ngút trời mới là kỷ luật hàng đầu của người trung niên. Thứ hai, bệnh khoác lác. Chúng ta có một cái bệnh là rất thích khoe khoang. Trong các cuộc gặp gỡ, họp mặt, người ta hay tự giới thiệu tôi là giáo sư, vợ tôi tiến sĩ. Ngoài giới thiệu bản thân, người ta còn tìm cách để có dịp nào đó trong câu chuyện khoe về gia thế dòng dõi quý phái của mình, khoe cái xe Cadillac, Mercedes mới mua, hay khoe cái nhà ở trên đồi, trên núi, khoe trong chỗ bạn bè quen biết chưa đủ, đôi khi người ta còn viết báo, làm thơ, khoe vợ hay chồng, trước đây nắm chức vụ gì, con cái mấy người có bằng bác sĩ, kỹ sư, để bà con xa gần đều biết. Việc khoe khoang cái mình có đã kỳ cục, thế mà nhiều người đi xa hơn khoe khoang những cái mình không có để người khác khen hoặc là phục nể. Đó là nói khoác
nói không đúng sự thật. Nhiều người đến tuổi trung niên vẫn tự cho rằng mình cái gì cũng biết, cả chuyện trên trời dưới đất, chuyện to chuyện nhỏ, hễ gặp ai là tranh thủ khoe cái hiểu biết của mình. Kẻ khoe khoang khoác lác phô trương là kẻ không có nội lực sâu dày. Còn muốn khoe khoang, còn muốn phô trương là còn muốn đi ăn xin sự tôn trọng ngưỡng mộ của kẻ khác rồi. Khi mình biết đủ, khi mình biết mình là ai, thì lời khen hay lời chê của mọi người còn có ý nghĩa gì với mình chứ? Lúc đó mình đâu có cần đi ăn xin từng lời khen của thiên hạ. Lời khen của mọi người không thêm gì cho mình, lời chê của mọi người cũng không bớt của mình đi được chút nào. Dù là thái độ làm người hay đối nhân xử thế, đều phải biết giữ khiêm tốn, hành động thận trọng và chú ý phát ngôn. Đó mới là trí tuệ phát triển bản thân, lấy việc không phát ngôn bừa bãi làm cốt. Giữ mồm giữ miệng, khiêm tốn làm người, trầm ổn hành sự, chính là tu thân, dưỡng tính. Thứ ba, bệnh sĩ diện hão. Sĩ diện là biết cách giữ thể diện của mình thông qua lời nói, suy nghĩ, hành động, vẻ bên ngoài cho phù hợp với các tiêu chuẩn chung để nhận được sự tôn trọng từ người khác. Ai cũng có sĩ diện, và điều này giúp cho con người tự điều chỉnh hành vi học hỏi. Nhưng khi có thêm chữ hão vào thì sĩ diện trở thành quá lố và tiêu cực. Nó trở thành một căn bệnh rất khó chữa. Đó là khi người ta cố làm người khác tôn trọng mình bằng những điều mình không có. Từ tâm lý sĩ diện hão mà người ta tự nâng mình lên quá tầm của mình và thích thú khi nhận được những lời khen tặng có cánh, hoặc là sướng sơn khi người ta nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ hay ghen tị. Giá trị tốt đẹp tự thân con người không có, nên người ta tự đắp lên người hàng hiệu đồ sang, xe đẹp, điện thoại mắc tiền để thể hiện và đòi hỏi ánh nhìn ngưỡng mộ từ người khác. Thấy người khác xây cái nhà 2 tầng thì mình cũng phải vay mượn giật gấu vá vai để xây 2 tầng cộng thêm cái tum cho cao hơn hàng xóm một chút, dù không ai ở. Đi ăn uống thì gọi thật nhiều, thật đắt, thừa mứa ăn không hết cũng không dám đem về vì sợ mất thể diện. Chơi thì phải thật sang, thật độc đáo, mà ngôn ngữ bây giờ gọi là phải hoành tráng thì mới chất. Người có phẩm cách đạo đức, có tri thức, có văn hóa trong ứng xử, trong hành động thì luôn được tôn trọng, dù chỉ mặc cái áo 100.000, đi cái xe cà tàng. Có câu nói, sĩ diện là thứ khó bỏ xuống nhất, cũng là thứ vô dụng nhất. Khi bạn càng chú ý đến nó sẽ càng trở nên nặng nề, khiến bạn càng khó tiến bước. Quá để ý thể diện thì sẽ chỉ cản trở sự tiến bộ của chính mình. Những người càng ít coi trọng sĩ diện sẽ càng có ít gánh nặng, cuối cùng mới càng có được thể diện. Đến tuổi trung niên, sửa được căn bệnh thích sĩ diện thì đường đời mới càng bước càng rộng. Thứ tư, bệnh màu mè. Ở tuổi trung niên, điều đáng sợ hơn cả một hình tượng bóng bẩy là sự màu mè trong nội tâm. Đánh mất sự đơn thuần và sơ tâm của tuổi trẻ, trở nên khôn lỏi, lõi đời, phức tạp và dung tục. Tuổi 50, nếu không giữ được nội tâm thanh tịnh, trở nên phô trương, thì sẽ chỉ nhận được sự phản cảm và chán ghét của người khác. Có người từng nói rằng, sự màu mè thực chất là sự đầy ải với bản thân. Những người có nội tâm màu mè hầu hết đều nghĩ rằng hạnh phúc là phải có nhà tầng, xe sang, điện thoại xịn, có địa vị, dùng mọi phương cách và thủ đoạn để đạt được những thứ này. Họ đặt ra tiêu chuẩn sống quá cao, họ đều thích theo đuổi những gì tốt nhất trong tâm trí của họ. Nhưng sự thật là khi đạt được những thứ họ muốn rồi, thì trong lòng họ cũng sẽ không cảm thấy thỏa mãn. Thực tế người giàu có đầy đủ mọi vật chất, hàng ngày ăn sơn hào hải vị cũng chưa hẳn là người hạnh phúc nếu họ không biết quý trọng những gì mình đang có. Ngược lại, những người có ít của cải vật chất nhưng biết quý trọng, nâng niu và hài lòng với những gì mình đang có thì họ vẫn luôn cảm thấy vui vẻ và thực sự hạnh phúc. Có thể thấy hạnh phúc thật sự xuất phát từ nội tâm của con người chứ không phải là những thứ vật chất bề ngoài. Hạnh phúc thực sự rất đơn giản, và càng ít đòi hỏi trong cuộc sống thì bạn càng hạnh phúc. Chính vì vậy, để cuộc sống trở nên dễ dàng và hạnh phúc,
chúng ta nên bắt đầu từ việc làm giàu từ trái tim mình. Thay vì so sánh và theo đuổi một cách mù quáng những thứ cao sang, thì chúng ta thử tìm niềm vui với những thứ đơn giản xung quanh mình thử xem. Thưa quý vị, trong lịch sử nhân loại, đã có nhiều cuộc chiến đẫm máu mà nguyên nhân bắt nguồn từ sự thương tổn và hủy nhục tự ngã tha nhân. Vương tử Tỳ Lưu Ly là một trường hợp điển hình như vậy. Bị sỉ nhục về nguồn gốc xuất thân, ôm ấp vết thương đó bằng lòng hận thù cao độ, được tưới tầm bởi sự xúc xiểm ngoa mị của bề tôi bất chính. Tỳ Lưu Ly đã thảm sát gần như là hoàn toàn vương tộc Thích Ca. Với mức độ tàn khốc như cuộc thảm sát này, ngôn ngữ ngày nay xem đó tương đương như là tội diệt chủng. Và để hiểu rõ hơn, mời quý vị cùng nghe những lý giải sau đây nhé. Vì sao dòng họ Thích Ca Mâu Ni của Đức Phật bị thảm sát? Phu nhân Mạt Lợi sinh ra là thân phận tỷ nữ, một bước lên ngôi hoàng hậu, thật là một điều không phải là dễ. Thế mà điều ấy đã thật sự xảy ra. Bà sinh ra làm tỷ nữ, sau được làm vợ vua Ba Tư Nặc và trở thành hoàng hậu của nước Kiều Tát Di La. Chuyện gì đã xảy ra khiến cho cuộc đời của bà có sự thay đổi to lớn như vậy? Đó là do nhân duyên sau đây. Thời ấy ở Ấn Độ, cũng giống như dưới thời chiến quốc ở Trung Hoa, phân thành rất nhiều nước nhỏ, mà giàu mạnh nhất phải nói là nước Kiều Tát Di La. Có một hôm, vua của nước Kiều Tát Di La là Ba Tư Nặc xin cầu thân với nước Lân Bang là Ca Tỳ La Vệ, vì ở Ấn Độ lúc ấy, Ca Tỳ La Vệ nổi tiếng là nước có nhiều mỹ nhân. Nước Ca Tỳ La Vệ tuy nhỏ bé, nhưng không muốn đưa nàng công chúa xinh đẹp tuyệt vời của họ về làm vương phi nước Kiều Tát Di La. Vì thế trưởng giả Mahanam trong thành mới nghĩ ra một kế. Đó là đưa cô tỳ nữ Mạt Lợi trong nhà cải trang làm công chúa, gả về làm hoàng hậu của vua Ba Tư Nặc. Thế là cả nước Kiều Tát Di La đã bị mắc lừa. Và đây cũng là nguyên nhân đưa nước Ca Tỳ La Vệ đến chỗ diệt vong sau này. Phu nhân Mạt Lợi tiến cung rồi, được tất cả mọi người ca ngợi nhan sắc kiều diễm cùng đức tính phúc hậu hiền lành, nên không một ai nghi ngờ hay là đặt câu hỏi về thân thế của bà. Được làm hoàng hậu, mặc thì chỉ mặc lụa là gấm vóc, ăn thì chỉ ăn sơn hào hải vị, lại được quốc vương sủng ái. Cuộc sống của phu nhân Mạt Lợi thật là sung sướng. Chẳng bao lâu sau, bà sinh hạ cho vua Ba Tư Nặc một vị thái tử. Vị thái tử này không ai xa lạ, chính là người sở hữu khu vườn xinh đẹp nhất được ông trưởng giả cấp cô độc mua bằng vàng để dâng cúng cho Đức Phật, tức là Thái tử Kỳ Đà. Nhưng về sau thái tử không được lên làm vua vì bị người em là thái tử Lưu Ly giết chết. Lưu Ly là hoàng tử thứ hai của phu nhân Mạt Lợi, không những giết anh mà còn giết luôn vua cha, đồng thời cũng đã tiêu diệt cả nước Ca Tỳ La Vệ, quê hương của mẫu hậu. Tại sao thái tử Lưu Ly tạo ra tội ác tày trời này? Đó cũng là do nhân duyên sau đây. Lúc thái tử Lưu Ly còn bé, đã cùng công tử Khổ Mẫu, con của một vị đại thần, sang nước Ca Tỳ La Vệ học bắn cung. Kỹ thuật bắn cung của dân nước Ca Tỳ La Vệ rất điêu luyện, nên có rất nhiều vương tôn công tử từ các nước khác đến xin theo học. Một hôm trong nước Ca Tỳ La Vệ, trên đường đi đến trường, thái tử Lưu Ly cùng công tử Khổ Mẫu đi ngang qua một ngôi nhà nguy nga tráng lệ. Trong đó có một tòa giảng đường rất trang nghiêm. Thái tử Lưu Ly bèn trèo lên bảo tòa sư tử ngồi chơi. Lúc ấy có một đoàn người bước vào, thấy thái tử Lưu Ly trên tòa báu thì nổi giận mắng rằng: "Mi là con của một đứa nữ tỳ hạ tiện, tại sao cả gan bước vào tòa giảng đường linh thiêng của ta và làm ô uế bảo tòa sư tử này. Mi có biết là bọn ta xây ngôi giảng đường này để tiếp rước bậc đại thánh là Đức Phật Thích Ca về quê không? Làm sao một đứa ti tiện như mi lại có thể đặt chân đến một chỗ thanh tịnh như thế này? Có mau mau cút đi cho ta không?" Tuy thái tử Lưu Ly còn rất trẻ, nhưng tự ái đã bị tổn thương trước những lời sỉ nhục như thế, khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ. Và chàng đã phát hiện ra bí mật rằng
Mẹ chàng chỉ là một tỷ nữ, không phải là công chúa của nước Ca Tỳ La Vệ. Nước Ca Tỳ La Vệ đã lừa dối nước Kiều Tát Di La của chàng. Chàng lặng lẽ rời ngôi giảng đường, đi thẳng một mạch về nước Kiều Tát Di La, cắn răng nghiến lợi, nói với Khổ Mẫu rằng: Khổ Mẫu, chuyện ngày hôm nay huynh hãy nhớ dùm tôi. Ngày nào tôi lên ngôi vua thì việc thứ nhất là báo thù, rửa cái nhục hôm nay. Khổ Mẫu bản tính vốn hiếu chiến, nên nghe thái tử nói thế khen ngợi rằng: Thái tử thật là dũng cảm, tôi quyết sẽ giúp thái tử báo thù, chỉ cần thái tử giữ vững chí khí của ngày hôm nay. Từ ngày hôm đó trở đi, thái tử ghi khắc trong lòng chuyện mình đã bị nhục mạ, lúc nào câu chuyện ấy cũng như là đang diễn ra trước mắt, cho đến trong giấc ngủ, trong giấc ngủ cũng không quên được. Vì thế mà chàng canh cánh lo nghĩ đến chuyện lên ngôi kế vị. Chàng thường thất vọng trước sức khỏe tráng kiện của vua cha, và còn phiền não hơn nữa là sau vua cha còn có người anh là thái tử Kỳ Đà. Ý muốn sớm rửa hận đã che mờ lương tâm lý trí của thái tử Lưu Ly. Chàng hãm hại anh rồi giết chết vua cha, lập tức lên ngôi và phong Khổ Mẫu làm đại thần. Khổ Mẫu vô cùng kiêu ngạo tâu rằng: Đại vương, ngài có nhớ đã bị dòng họ Thích Ca sỉ nhục không? Chúng ta phải báo thù. Vua Lưu Ly ngày đêm nhớ nghĩ chuyện cũ trong đầu, làm sao mà quên cho được. Ông nói một cách sôi nổi: Từ ngày hôm ấy trở đi, mối thù này đã khắc ghi sâu đậm trong lòng ta, vĩnh viễn không thể nào quên. Chỉ hận là không được lên ngôi sớm. Khổ Mẫu, bây giờ đã đến thời rửa hận, ta không thể nhẫn nại được nữa. Khanh hãy mau triệu tập bao quân, chuẩn bị mọi sự. Lệnh vua đưa ra ai dám không tuân. Khổ Mẫu bèn chọn lựa một cách nghiêm khắc những vị tướng sĩ tinh nhuệ nhất, và vua Lưu Ly thân hành kiểm duyệt. Xong đâu đó họ kéo quân đến nước Ca Tỳ La Vệ. Nước Ca Tỳ La Vệ giáp giới với nước Kiều Tát Di La. Từ xưa đến nay hai nước vốn giữ tình liên bang tốt đẹp, quen sống hòa bình, dân chúng hai bên thường qua lại buôn bán với nhau. Nên ngày vua Lưu Ly bất thần khởi binh vấn tội, khi quân lính giữ thành biết là tình thế không ổn thì đã quá trễ. Đoàn quân của vua Lưu Ly đã rầm rộ tiến vào thành như nước triều dâng, bao vây cung điện của vua như là một vòng vây sắt. Chỉ trong vòng nửa ngày, trọn thành Ca Tỳ La Vệ bị họ tàn sát, và bất cứ người nào của dòng họ Thích Ca, giàu nam hay nữ, cũng bị giết sạch. Tử thi ngổn ngang đầy đường, thật là một cảnh thảm thương không thể chịu thấu. Hôm ấy dòng họ Thích Ca đã bị vua Lưu Ly diệt tận. Lúc ấy Đức Phật đang thuyết pháp ở Tịnh Xá Kỳ Viên trong thành Xá Vệ. Ngài biết chuyện, chỉ thở dài mà nói: Kẻ tội nhân vô đạo đại nghịch ấy, chỉ trong 7 ngày là sẽ bị chết cháy trong lửa dữ, và chết rồi sẽ bị đọa xuống địa ngục vô gián chịu khổ. Đức Phật là bậc đại thánh, nói ra lời nào đều là lời chân thật, không thể không tin. Vì thế khi các vị đại thần đương triều đem tin này trình lên vua Lưu Ly, thì ông vua này mặt xanh mày xám, tóc tai dựng đứng. Làm tội ác tày trời thì làm, nhưng làm người trên thế gian, ai là người không sợ chết, ai là người muốn chịu khổ? Đằng này đã chết mà còn phải chịu khổ, sức người nào kham nổi? Do đó vua Lưu Ly rất phiền não và sợ hãi. Khổ Mẫu đứng bên cạnh thấy thế tâu rằng: Đại vương, xin ngài đừng sợ, đó chỉ là những lời dối trá bịp bợm. Đại vương thử suy nghĩ cũng biết, khi một người Bà La Môn tới đây cầu xin chuyện gì mà không được, họ bèn nguyền rủa ngài, cầu cho ngài gặp đủ chuyện xui xẻo. Hôm nay ngài đã giết sạch dòng họ Thích Ca của Phật, thì làm sao ông ấy không thốt lời oán than? Phật và Bà La Môn có điểm khác nhau là ông Phật hiện đang buồn rầu. Kệ, cho ông ấy cứ việc nguyền rủa. Đại vương, xin ngài hãy an tâm. Tuy Khổ Mẫu nói những lời bùi tai như thế, nhưng vua Lưu Ly không thể nào an tâm nổi. Khổ Mẫu bèn nghĩ ra một giải pháp. Đại vương,
Nếu thật sự Ngài không an tâm được, thì thần có một giải pháp này, bảo đảm chắc chắn thoát nạn. Chúng ta có thể lên một con tàu bơi ra ngoài khơi, chờ 7 ngày sau tai nạn qua, rồi thì lại bơi về. Đó không phải là một giải pháp hoàn hảo hay sao? Vua Lưu Ly quá phiền não nên đâm ra mê muội, chỉ còn biết nghe theo lời bày vẽ của Khổ Mẫu và ra lệnh chuẩn bị tàu bè. Ngay chiều ngày hôm ấy, vua Lưu Ly, Khổ Mẫu và một đoàn rất nhiều cung nữ mang theo những thứ cần dùng lên tàu vội vàng nhổ neo ra khơi. Những người này bình thường có bao giờ đi biển, nên đời sống trên biển đối với họ rất khổ sở. Tuy được bao nhiêu mỹ nữ bao quanh, được ăn những món ngon tuyệt diệu, nhưng vua Lưu Ly tâm vẫn bất an, và sống thì không thoải mái, cảm thấy khó chịu vô cùng. Một ngày dài dằng dặc tưởng bằng 3 năm. Nhưng cứ qua đi một đêm là Khổ Mẫu lại lớn tiếng cổ võ. Qua được mấy ngày rồi, chỉ còn mấy ngày nữa thôi là chúng ta có thể trở về thành. Tuy Khổ Mẫu hô hào như thế, nhưng tai nạn vẫn không thể tránh khỏi. Buổi sáng sớm ngày thứ 7, Khổ Mẫu oang oang nói: "Chỉ một đêm nữa thôi, ngày mai chúng ta sẽ về thành." Đoàn cung nữ chịu hết nổi đời sống tù túng, vô nghĩa trên tàu, cô nào cũng phiền trách Khổ Mẫu. Nhưng nghe nói ngày mai sẽ về thành, ai nấy đều vui mừng tột độ. Đêm về khuya, đèn đuốc trên tàu được đốt sáng choang huy hoàng. Mọi người ca sang múa hát, vô cùng huyên náo. Họ trầm mình trong cuộc vui, quên hẳn là mình đang ở biển để lánh nạn. Có lẽ phúc báo của vua Lưu Ly đã đến thời kiệt tận, hay trời không dung dưỡng tội ác của ông nữa, nên đương lúc mọi người đang ăn chơi thích thú thì mặt trăng đang chiếu sáng trên không trung bỗng bị mây đen răng phủ che kín và một trận cuồng phong nổi dậy. Con tàu của vua Lưu Ly to lớn như thế mà cũng theo sóng biển lắc lư dao động không ngừng. Những tấm phướn, tấm màn treo trên cao bị gió thổi bay phần phật, chạm phải các ngọn đèn lập tức bén lửa. Ngọn lửa bắt qua các tấm vách bằng gỗ và trong khoảnh khắc giống như những con rắn lửa bay lượn khắp nơi. Mọi người kinh hoàng, tuy trước mặt không có đường thoát, nhưng ai nấy cũng luống cuống chạy loạn xạ. Cuối cùng, vua Lưu Ly, Khổ Mẫu và đoàn cung nữ không một người nào trốn thoát. Tất cả đều cùng con tàu to lớn chịu chung một số phận là bị chết cháy ngay trên mặt biển, để rồi tất cả đều chìm xuống dưới đáy biển sâu. Quả báo nhãn tiền mà vua Lưu Ly phải chịu là một tấm gương cho dân chúng Ấn Độ đương thời, đồng thời cũng cho chúng ta thấy rõ ràng rằng nhân quả báo ứng không sai một đường tơ kẽ tóc. Câu chuyện thứ hai: vì sao Thánh Tăng A-la-hán nhập Niết Bàn trong trạng thái đói khát? Lúc Đức Như Lai ở thành Xá Vệ, có một cặp vợ chồng kiếm sống bằng nghề xin ăn, cuộc sống gia đình hết sức túng thiếu và khốn khổ. Sau đó người vợ mang thai, song kỳ lạ hết sức, ngay từ ngày đứa bé bắt đầu hình thành trong bụng bà, suốt ngày bà chẳng xin được thứ gì cả. Sau 9 tháng, bà sinh ra một đứa con trai, không những vừa ốm vừa xấu xí, lại còn bị gù lưng, nên cha mẹ liền đặt tên là Tiểu Đà Bối. Chỉ mấy ngày sau khi sinh ra, do nhân duyên nghiệp lực hiện tiền, dòng sữa ngọt trong người mẹ cậu bỗng nhiên cạn khô, do đó phải dùng sữa bò cho cậu bú, song cũng rất khó xin được sữa. Nhưng vì thân này là thân cuối cùng để thọ nghiệp của cậu ta, nên khi chưa trả hết nghiệp báo thì sẽ không thể chết. Vì vậy cha mẹ vẫn cố gắng gượng chăm sóc nuôi nấng cậu lớn lên trong cảnh dở sống dở chết như thế. Khi cậu đã lớn, một hôm cha cậu bảo: "Gia đình mình sinh sống bằng nghề ăn xin, xưa nay hết sức vất vả rồi, bây giờ con đã lớn cũng nên bắt đầu đi ăn xin đi." Thế là Tiểu Đà Bối bắt đầu tự mình đi ăn xin. Nhưng do nghiệp lực, cậu thường xuyên chẳng xin được thứ gì. Mỗi khi đói đến là người mới miễn cưỡng xin được ít thức ăn, chỉ vừa đủ để duy trì chút hơi tàn, cả thể xác và nội tâm đều thống khổ vô cùng. Sau đó, cậu dần dần phát khởi niềm tin đối với giáo pháp
giải thoát của Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn. Sau khi được cha mẹ đồng ý, cậu theo một thầy tỳ kheo xuất gia thọ giới. Sau khi xuất gia, mấy ngày đầu cậu cùng đi khất thực chung với thầy, cuộc sống cũng tạm tạm. Nhưng qua một thời gian, vị thầy liền bảo cậu đi hóa duyên một mình. Thế là tiểu đà bối bắt đầu thực hành phương thức sinh hoạt của một vị tỳ kheo thực thụ. Có khi cùng đi thọ nhận cúng dường với chúng tăng, có khi vào thành hóa duyên một mình. Nhưng dù tiểu đà bối có đi thọ cúng cùng với chúng tăng, cũng thường không có đủ thức ăn, trong khi các thầy tỳ kheo khác lại được ăn uống đầy đủ. Có khi đến lượt tiểu đà bối nhận cúng dường thì cũng vừa đúng lúc thức ăn của thí chủ không còn, hoặc nếu không như vậy thì lại gặp lúc thí chủ có việc gấp phải đi. Đến chừng trở lại thì tiểu đà bối đã đi qua, thí chủ mới tiếp tục cúng dường cho các tỳ kheo phía sau. Nói chung, trong số chúng tăng thì tỳ kheo tiểu đà bối là vị có cuộc sống khốn khổ nhất. Nhiều thầy tỳ kheo biết được tình trạng như vậy rất thương xót, bèn đến thỉnh vấn Đức Như Lai. Kính bạch Đức Thế Tôn, tỳ kheo tiểu đà bối thường không xin được thức ăn, trong khi các thầy tỳ kheo trước sau đều được đầy đủ, song chỉ sót lại riêng mình thầy, như vậy nên làm thế nào? Khi ấy Đức Như Lai liền chế định thêm một điều luật rằng: khi cùng đi thọ nhận cúng dường, nếu thầy tỳ kheo phía trước chưa được thức ăn thì tỳ kheo phía sau không được thọ nhận đồ cúng. Mặc dù như vậy, tỳ kheo tiểu đà bối vẫn thường không xin được thức ăn, mỗi khi vào thành hóa duyên thường phải ôm bát không trở về. Sau đó có hai hôm thầy quét dọn hương thất của Đức Thế Tôn, hai ngày đó thầy được ăn đầy đủ, thân thể cũng khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái. Thầy nhân đó liền phát tâm dũng mãnh tinh tấn, tức là khắc đoạn trừ tất cả phiền não, chứng đắc quả vị A-la-hán. Song dù thầy đã chứng đắc quả A-la-hán, nhưng cũng vẫn phải lãnh thọ nghiệp báo đời trước còn sót lại. Thầy thầm nghĩ, hay là ngày nào mình cũng quét dọn giảng đường, cuộc sống có thể tốt hơn một chút. Nghĩ là làm, thầy liền đến nơi giảng kinh của Đức Thế Tôn. Rủi thay, ngày hôm đó đã có một vị tỳ kheo khác quét dọn trong ngoài giảng đường sạch sẽ rồi. Thầy đành phải đắp y ôm bát vào thành hóa duyên, nhưng chẳng được gì cả. Ngày hôm sau, thầy cầm chổi đi đến điện đường rất sớm, ai ngờ cũng đã có một vị tỳ kheo quét sạch điện đường rồi. Thầy đành quay gót trở về liêu. Sau khi trở về, nghe nói trưa nay có vị đại thí chủ sẽ cúng dường Đức Như Lai và chúng tăng, thầy định bụng sẽ được cùng dự cúng. Nhưng ngờ đâu, thí chủ có việc gấp phải cúng dường trước thời gian đã định, vì tỳ kheo tiểu đà bối ngồi thiền nên không hay biết. Khi Đức Như Lai thọ cúng xong, thí chủ cũng tức tốc ra về. Hôm đó tiểu đà bối lại chẳng có gì để ăn. Ngày thứ ba, thầy đặc biệt cầm chổi đến điện đường thật sớm. Vừa đến nơi, đã thấy có một vị tỳ kheo đang quét. Thầy chỉ còn cách vác chổi trở về liêu. Thầy A Nan biết đã 3 ngày rồi, thầy tiểu đà bối vẫn chưa có hạt cơm nào vào bụng. Do đó, giới thiệu cho thầy một vị thí chủ, tới trưa cứ việc ôm bát đến nhận cúng. Nhưng gần đến giờ thì vị thí chủ ấy có việc phải giải quyết gấp, vội vội vàng vàng ra đi, quên dặn lại người nhà về việc trưa nay sẽ có một thầy tỳ kheo đến nhận cúng. Do đó, lúc thầy tiểu đà bối đến hóa duyên thì chẳng có ai để ý đến thầy. Thầy A Nan vào thành hóa duyên trở về, nghe nói A-la-hán tiểu đà bối vẫn chưa có gì để ăn, thầy thương quá, liền đến bên an ủi: không nên lo lắng, ngày mai chính tôi sẽ cúng dường cho thầy. Sáng sớm ngày thứ tư, thầy A Nan ôm 2 bát vào thành khất thực. Khi hóa duyên đã đầy 2 bát, thầy dùng 1 bát, còn 1 bát mang về cho thầy tiểu đà bối. Nhưng lúc đi đến rừng Kỳ Đà, đột nhiên có rất nhiều chó hoang nhảy sổ ra, chồm lên xô đổ và ăn sạch thức ăn trong bát. Thầy A Nan bất ngờ không biết phải làm sao, đành ôm bát không trở về. Thầy A Nan nghĩ thầm: giả sử mình đi hóa duyên tiếp thì
về đến nơi cũng đã quá ngọ. Quá ngọ thì bậc A-la-hán sẽ không ăn. Như vậy, thầy Tiểu Đà Bối vẫn không có cơm ăn. Thầy Mục Kiền Liên nghe nói đã 4 ngày rồi mà thầy Tiểu Đà Bối vẫn chưa có gì để ăn, trong lòng cảm thấy thương xót vô cùng, cũng muốn giúp thầy ấy hóa duyên. Ngày thứ 5, thầy Mục Kiền Liên cũng mang 2 bát vào thành hóa duyên. Khi nhận đầy 2 bát, thầy dùng 1 bát, còn 1 bát mang về. Nhưng về đến vườn Kỳ Đà thì đột nhiên xuất hiện một bầy quạ nhanh như chớp xà xuống ăn sạch cơm trong bát. Thầy Mục Kỳ Liên tự nghĩ, nếu vào thành hóa duyên tiếp, khi về thì cũng đã quá ngọ. Thầy đành ôm bát không trở về. Như vậy, thầy Tiểu Đà Bối vẫn chẳng có gì để ăn. Thầy Xá Lợi Phất nghe nói thầy Tiểu Đà Bối chịu đói đã 5 ngày rồi, liền đến chia sẻ, dự định ngày mai sẽ đi hóa duyên cho thầy. Ngày thứ 6, thầy Xá Lợi Phất cũng ôm 2 bát vào thành hóa duyên, nhận đầy 2 bát. Thầy dùng 1 bát, còn bát kia mang về. Nhưng vừa đến rừng Kỳ Đà, do nghiệp lực của thầy tỳ kheo Tiểu Đà Bối quá nặng, nên lại xuất hiện một bầy phi nhân giật bát chạy đi. Trong nháy mắt, chẳng còn thấy đâu cả. Thầy Xá Lợi Phất thấy đi hóa duyên tiếp cũng đã quá ngọ, đành ôm bát không trở về. A-la-hán Tiểu Đà Bối vẫn không có gì để ăn. Thầy Xá Lợi Phất lại an ủi, bất luận thế nào, ngày mai nhất định tôi sẽ đi cúng dường cho thầy. Hôm sau đã là ngày thứ 7, Tiểu Đà Bối phải nhịn đói. Thầy Xá Lợi Phất lại vào thành hóa duyên. Khi đã nhận đầy 2 bát, thầy dùng 1 bát, còn bát kia mang thẳng đến liêu của tỳ kheo Tiểu Đà Bối. Nhưng khi ấy, đột nhiên toàn bộ cửa đều bị đóng kín, không thể nào vào được. Thầy Xá Lợi Phất liền vận thần thông hiện vào, đánh thức thầy Tiểu Đà Bối dậy rửa mặt thọ cúng. Nhưng thầy Tiểu Đà Bối vừa đưa tay ra, bát liền rơi xuống đất, rồi rơi thẳng xuống Kim Cang Đại Địa, là cõi nằm sâu cách mặt đất đến 40.000 do tuần. Thầy Xá Lợi Phất tức khắc vận thần thông lấy bát lên, rồi đưa cho thầy Tiểu Đà Bối ăn. Nhưng vị này vừa múc lên muỗng thứ nhất, đưa đến miệng, liền bị phi nhân giật chạy. Đến muỗng thứ 2, lại cũng cùng chung cảnh ngộ như muỗng thứ nhất. Thầy Xá Lợi Phất thấy vậy, thương quá, nên đích thân dùng thần lực múc cơm đút cho thầy Tiểu Đà Bối ăn. Nhưng miệng thầy Tiểu Đà Bối bỗng dưng ngậm cứng lại, làm cách gì cũng không há ra được. Thầy Xá Lợi Phất lại tiếp tục hiện thần biến, muốn làm cho miệng thầy Tiểu Đà Bối há ra, song cũng đành bất lực. Qua một lúc giằng co, mặt trời đã hơi chích bóng, qua khỏi giờ ngọ. Lúc này, theo giới luật thì vị tà kheo không được ăn gì cả. Miệng thầy Tiểu Đà Bối lại mở ra được như bình thường. Thầy Xá Lợi Phất đành chịu thua, liền hỏi thầy Tiểu Đà Bối xem có cần gì khác không. Thầy Tiểu Đà Bối đáp, tôi khát nước, xin cho tôi một chút nước. Thầy Xá Lợi Phất mang đến 1 bát nước, nhưng do nghiệp lực, liền có rất nhiều phi nhân hiện ra lấy cho bò vào bát nước, thành bát nước cho. A-la-hán Tiểu Đà Bối biết đây là nghiệp chướng đời trước của mình, bèn an nhiên uống vào 1 hớp nước cho, sau đó hiển thị thần biến mưa đá sấm chớp, rồi nhập Niết Bàn. Chư tỳ kheo đem nhục thân của thầy xây tháp cúng dường. Sau đó, chư tỳ kheo đến thỉnh vấn Đức Như Lai. Kính bạch Đức Thế Tôn, thầy Tiểu Đà Bối trước đây từng gây tạo ác nghiệp gì mà trong suốt 7 ngày, dù chúng tỳ kheo thánh tăng đã cố hết sức cũng không thể cứu được. Hơn nữa, tuy là thánh tăng A-la-hán nhưng lại nhập Niết Bàn trong trạng thái đói khát. Ngưỡng mong Đức Như Lai từ bi nói rõ nhân duyên cho chúng con được rõ ạ. Đức Như Lai nhìn khắp đại chúng một lượt rồi nói, đây đều là do sự chiêu cảm nghiệp lực đời trước của ông ấy. Tất cả nghiệp lực của chúng sinh đều không thành thục ở bên ngoài đất, nước, gió, lửa, mà thành thục ngay trong thân tâm của mình. Do đó nên nói rằng, dù trải qua 1000000 kiếp,
nghiệp lành dữ đã tạo ra đều không mất, chỉ chờ hội đủ nhân duyên là phải tự nhận lấy quả báo. Rất lâu xa về trước, có hai vợ chồng thí chủ kia đều hoan hỷ bố thí rộng khắp. Sau khi con của họ lớn lên, người chồng qua đời, vợ ông tiếp tục làm công việc bố thí. Sau người con không đồng ý, nhiều lần phản đối mẹ. Lúc cha còn sống, thường hay bố thí, đã quá nhiều rồi. Chúng ta không được tiếp tục làm như vậy. Mẹ không được mang tài sản trong nhà ra cho người khác. Lúc cha còn sống, thường hay bố thí đã quá nhiều rồi. Chúng ta không được tiếp tục làm như vậy. Mẹ không được mang tài sản trong nhà ra cho người khác. Sao người mẹ vẫn cứ phát tâm bố thí rộng khắp như cũ? Vì thế người con trai rất tức giận. Một hôm, anh ta tàn nhẫn nhốt mẹ vào trong phòng, không cho bà ăn, cũng không cho uống, dự tính để cho bà phải chết đói. Mặc dù người mẹ van xin khẩn cầu đến 3 lần, song anh vẫn không cho bà một hớp nước miếng cơm, cũng không thả bà ra ngoài, cứ như vậy liên tục đến 7 ngày. Khi ấy, những bà con bạn bè của người mẹ biết được chuyện động trời đó, liền kéo đến trách mắng, buộc lòng anh phải thả mẹ ra. Lúc này, người mẹ chỉ còn chút hơi thở thoi thóp. Những người thân tộc liền hỏi bà: "Bây giờ bà cần gì?" Người mẹ gắng gượng nói: "Tôi muốn uống hớp nước." Người con trai nghe vậy liền nghĩ: "Nếu bỏ cho vào nước, bà ấy uống nhất định sẽ chết ngay." Nghĩ là làm, anh ta liền bỏ cho vào nước uống của người mẹ. Người mẹ vừa hớp vào liền ngạt thở và qua đời. Này các tỳ kheo, người con bất hiếu lúc đó nay chính là Tiểu Đà Bối. Bởi ông ấy đã từng dùng những thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để sát hại mẹ, nên đã bị đọa vào địa ngục đến 100.000 kiếp. Và khi chuyển sinh đến bất cứ nơi nào cũng đều bị chết vì đói. Tuy đời này là thân cuối cùng, không còn phải luân hồi sinh tử nữa, nhưng vẫn phải uống một hớp nước cho rồi mới nhập Niết Bàn. Đức Phật kể xong nhân duyên nghiệp quả của tỳ kheo Tiểu Đà Bối, tất cả chư tỳ kheo đều sinh khởi niềm tin thanh tịnh vào giáo lý nhân quả, nguyện đời đời kiếp kiếp không bao giờ phạm vào các điều ác, luôn tinh tấn tu tập hết thảy các điều lành. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.